Xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ quay video clip build nhà. Để chúc cho mình các bạn thấy cái mặt mình. Đấy, cái mặt đẹp trai, tóc tai vuốt keo này. Đấy, này là muốn đội làm TV, mình cho nó làm TV luôn. Đấy, boy. Blue boy. Chơi không áo. Cứu sống ra. Lấm. Yeah, cứu sống rồi. Mình sẽ thực hiện cho nó nha các bạn. Ok, đi mày không gì. Mình về mình làm ché quá TNT, mình chơi khô máu luôn. Đây, đây mình sẽ cho các bạn tham quan nha mình. Hôm nay mình chưa đến trên nhau một lần rồi. Thấy không? Điền rất là không có cái ý chí lên TV. Được, coi chi lên TV. Đây chính là nhà của mình. Đây, rồi. Chưa trang trí nha mày. Mới xây ra. Chưa trang trí, đi, thác nước. Đấy, có một người đã ta ba mình tiếp. Một lần đi cấp à Enderman. Đây mình build hết đây các bạn. Ủa, nó vẫn đi cấp tao đây là gì. Đây hay như vậy đấy, mình build tất cả toàn bộ là mình build rồi. Ok, quay lao phết ai ơi, dắt đồ vô thương cái nó đâu đi. Ủa, xuống rồi nè. Đây ôi, thay đồ gì à, là cái gì xuống làm cho ta tiên tiên làm cho vậy không ta. Ồ, vậy rồi nên năm bước xuống hai cát, năm bước xuống bốn cát đi. Khoan chế cái phiến như phiến gì đó phiến hay là mình sẽ thực hiện John nha người. Đi chơi. Đi bầu. Mình sẽ dụ nó đi chơi. Mình ra cái chỗ spawn. Những chỗ spawn mình sẽ đi làm cái bẫy tròn á. Bẫy trôi nha các bạn. Đây. Bẫy trôi nha các bạn. Vậy chút nữa mình sẽ tao ăn. Tap lại. Teleport đi. Chuẩn bị đi cô, mình sẽ cho anh mày. Tại vì đừng ngốc. Này ta bán thì cái này được các bạn. Đấy, nếu mình cho nó thành công thì mình sẽ kết thúc clip, cho nó thành công cũng kết thúc clip luôn. À, cái bộ cái vô này là trên này là đá ba mà bây giờ là chắc vậy. Mình phải xây một cái nhà bằng gỗ nha các bạn. Xây nhà bằng gỗ không mến đồ được nói được. Đấy, nó cứ táp hoài. Đấy, chờ chút đi. Anh sẽ cho mày một pha tâm bằng. Đấy. Đấy, anh sẽ cho mày một pha tâm bằng.
Rồi sẽ tác này cho qua tâm bằng đi. Coi chừng đi. Hãy chứng đường mặt giáp vô đi. Thế mà thì một cái nổ 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 nổi. Rồi xong cái gỗ mình quen cần đi chơi. What the hell? Ui, sẽ tao đâu rồi? Con đi kìa. Có gọi này rồi. Mình sẽ lót sàn ở dưới thôi. Đi xuống lót sàn thôi. Đây. Đây. Chia thảo đá rồi. Ok. Đấy thôi. Giờ tí nha bạn. Bạn đừng có nóng. Để mình hoàn thành cái bẫy cây. Mình sẽ dọng cái bẫy này xem các bạn. Chờ chút bạn tay lên. Bạn bạn qua đây chi? Bởi mình sẽ cho bạn một pha bất ngờ. Chôi. Chung là đây. Chơi sơ sài thôi, chơi nhiều. Con chó này nó hiếu kỳ quá. Nó sẽ đi vào cánh cửa và bùm. Không có đủ tối phết. Mình sẽ để ở đây. Đây chính là mình là tên là tên. Rồi xuống mình muốn xin lấy tối cho nó mơ không dễ nhìn ra. Sáng dễ nhìn ra, đúng không? Đúng rồi. Vậy nó mới thông minh được chứ. Rồi ok, chế cái cửa nữa thôi là ok.
Ok. Lên YouTube không bình lưu vụ gì vậy? Ta bà hệ táp đi bình lưu ta qua đi bình lưu chờ mình tí mình dụ nó cái ok tiếp tục thôi nó đã xuất phát mình rồi mình sẽ cho nó nghe chuẩn bị bùm 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 đi ôi dụ nha. Ok thời gian quá hạn như vậy á lại đi blue rồi ok nha các bạn. Mình sẽ dụ nó vào nhà nè. Vô nhà chơi. Lên nhà, vô nhà chơi. Vô nhà chơi. Vô nhà chơi. Vô nhà chơi. Vô đây, vô nhà chơi. Sao nó chưa nổ nữa quá đời hát nó chứ chưa nổ nữa quá đời phát chờ tí nha nhà mình lấy cái bật lửa cái các bạn bạn không chết được hả? Mình bắt bạn phải chết. Ủa cái bật lửa mình đâu rồi nè? Ủa có sẵn bật lửa ok mình sẽ ta ba là chuẩn bị ăn hành đi con ấy telephone rồi bỏ lại ơi có đây đây vô đây Vô đây. Vô đứng. Đứng. Đứng vào bạn chế tạo. Đứng không? Yeah. Tao đi blue đứng vào bạn chế tạo đi chú em ui xin lỗi chú em số lệnh chú em rồi ok tôi sẽ bích chú lại vô đúng rồi đứng vào bạn chế tạo đúng rồi tối qua đây tôi sẽ bích chú lại đứng vào đúng rồi chú đơn nghiệp tôi mới đúng mình tự kích thì không được nó đặt bẫy không được chú đâu
Mắc cười quá. Thôi, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn sau những video lần sau. Nếu các bạn thích video John này thì các bạn đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh, comment những cái của bạn cho những video tiếp theo. Bye.